Trái đất quay quanh trục của nó với một góc nghiêng gần như không đổi, cứ mỗi vòng quay tương ứng với một ngày đêm. Trái đất lại quay quanh mặt trời với một quỹ đạo gần như không đổi, cứ mỗi vòng tương ứng với một năm. Thời điểm trục xoay của trái đất nằm trên cùng một mặt phẳng với tâm trái đất và tâm mặt trời. Điểm cực bắc hướng về phía gần mặt trời nhất, ngày 21 tháng 6 hay còn gọi là hạ chí. Thời điểm này, các tia bức xạ từ mặt trời chiếu vuông góc với bán cầu bắc nên ở bắc bán cầu đang là giữa mùa hè. Trong khi đó, tại bán cầu nam, các tia bức xạ từ mặt trời chiếu đến tạo một góc nghiêng lớn nhất trong năm. Các tia bức xạ này được trải đều trên bề mặt lớn hơn nên nhiệt tạo ra từ chúng cũng phân tán hơn. Do đó, nền nhiệt ở đây lạnh hơn. Đây là giữa mùa đông tại nam bán cầu. Và Việt Nam, vị trí nằm ở bắc bán cầu nhưng gần đường sinh đạo, nên ta sẽ thấy đường đi của mặt trời sẽ hơi chệch hướng bắc. Còn giả sử ta ở bán cầu nam, đường đi của mặt trời sẽ chệch về nhiều hướng bắc hơn. Còn tại sao mùa đông, đường đi của mặt trời